Dạ, con xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Thì quý cô chú nếu có yêu mến kênh, nếu xem mình chưa đăng ký thì mình đăng ký giúp con nhé, quý cô chú đăng ký kênh ủng hộ. Thì hôm nay con mời quý cô chú cùng ghé lại huyện Châu Phú của tỉnh An Giang, một địa điểm giao lưu mới để mình xem một số cây bonsai kiểng trong vườn của em Sang. Đó, rất là độc đáo quý cô chú ơi. Hôm nay thì sẽ giới thiệu là ổi nè, rồi lộc vừng, khế, bằng lăng, mai vàng, nhiều cây rất là quái đẹp hết quý cô chú. Đây, trước mắt là bằng lăng nè, rồi một số cái cây vú sữa to khủng luôn, lùng lực rất là đẹp. Đó, vườn mới quý cô chú em xem, rất mong quý cô chú xem, yêu mến và ủng hộ cho em ha. Đó, nhiều cây độc đáo lắm, series nữa, lộc vừng. Rồi anh chào Sang ơi. Dạ em chào anh Khánh ạ. Dạ. Dạ chào bà con, hôm nay con có một số cây lộc vừng với bằng lăng với khế giới thiệu với bà con, rất mong bà con ủng hộ. Dạ rồi. Dạ. Mình địa chỉ ở đâu, số điện thoại giúp anh luôn cái. Dạ, địa chỉ em là ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, Châu Phú, An Giang. Rồi Châu Phú, An Giang. Dạ. Số điện thoại của con là 0332882210. Dạ. Dạ. Đây là cách khoảng 10 cây số nữa là tới một cái địa điểm nổi tiếng của chú, là thành phố Châu Đốc em ha. Thành phố Châu Đốc nổi tiếng. Rồi mình vô luôn Sang ơi. Dạ vô đầu tiên là cây lộc vừng đi nha bà con. Rồi, một số 1 đi em ha. Dạ, số 1. Một cây lộc vừng khá là độc đáo nha cô chú. Cái củ này rất là đẹp của cô chú ơi. Dạ. Mình xây giúp anh vòng đi hay Sang ha. Dạ. Cây này nó được cái củ đặc nè. Rồi cho mỗi cây thước luôn, có cây thước dây không? Dạ có anh. Đây. Một cái củ đặc luôn. Dạ, em đặc ha. Luôn. Nó già lắm đặc rồi bà con ơi. Luôn ha. Dạ. Nhìn nó quái, cũng quái cây lắm. Cái thế này mình kêu là thế gì vậy Sang? Dạ cái này giống như hình thú vậy bà con. Đó. Nó cuộn đặc cứng hết trơn. Cuộn đặc cứng vậy nè. Dạ nó cũng già em ha. Dạ. Cây cành thì mình mới định hình nhà mới định hình ha. Dạ. Nhìn hai mặt đều được luôn quý cô chú. Đều do luôn, đặc quẹo luôn nha bà con. Ha. Dạ. Một khối luôn. Rồi quay cái mặt kia qua đây. Anh nghĩ là mặt này ha. Mặt này đi. Dạ. Rồi mình đo thông số giúp anh luôn ha. Một cái củ lộc vừng tròn xe rất là đẹp quý cô chú. Rồi. Này bà con về cho nằm bồn nước cũng được luôn bà con. Đo mình có trừ heo đi em ơi. Dạ. Đó là 94 em ha. Dạ 94. 90 cũng được quý cô chú. Dạ 90 đi. Rồi cao nhiêu đây? Chiều cao luôn. 45. Dạ, chiều 45. Cao nó 45. Rồi. Dạ. Cái chậu này hiện nằm trong chậu mấy vậy Sang? Cái này chắc chậu chậu 8 quá. Chậu 8 quá, để em đo thử coi. Hào hào thử, không tới đâu mà. Chắc chậu cỡ chậu 7, chậu 7. Dạ, chậu 7. Rồi, một cái củ lộc vừng. 30. Rồi. Dài nó 30 nè. Chiều ngang nó bây giờ là 30 em dạ, ha. Dạ, đó. Rồi. Lộc vừng lá nhỏ em ha. Dạ. Lá dài, nó dài. Rồi, dòng này bông đẹp đó nha bà con. Rồi. Bông đỏ lát. Rồi luôn. Giá sao đây Sang ơi? Dạ cây này 6 triệu nha bà con. 6 triệu. Dạ, mình bao ship 300 cây số. 300 cây em ha. Dạ. Rồi 300 cây. Châu Phú, An Giang quý cô chú ơi. Còn dạ, nếu mà mình có chuyến tới vườn lấy ở gần đây mà mình lấy tại vườn thì em dạ, Sang sẽ bớt cho mình em ha. Dạ, bớt tiền phí ship. Dạ. Dạ. Rồi. Trong đây, chậu hoàn chỉnh luôn. Mình báo là có chậu luôn không không Sang? Cái này thì mà với cây bên đây là nếu mà lấy một cây á thì mình không bao chậu, mà lấy một cặp bao luôn cái chậu. Rồi lấy một cây không bao chậu, lấy một cặp bao luôn chậu hả chú. Ở dưới này còn rễ rễ nhiều lắm. Rễ nhiều lắm. Dạ, cái này là đó nó nằm trong cái chậu á. Lâu đời rồi. Bây giờ mình về cho nằm trong chậu nước cũng được nữa, không có sao hết trơn. Luôn cái này như cái hai bắt tay nha. Nhìn rồi, quái cây á mà con. Độc đáo. 6 triệu của chú ơi. Dạ 6 triệu. Dạ. Không có một bộ lũa gì hết. Không một lũa, sạch sẽ nha bà con. Dạ. Rồi rất độc đáo. Dạ. Rồi cái, mình tiếp tục luôn sao. Là cây số 2 nè. Luôn nè. Dạ. Cũng là lộc vừng nè bà con. Cây này thì nó có cái cây này với cây đó, nếu bà con mà thiện chí thì cặp thì mình chậu luôn. Tặng chậu luôn. Dạ. Tặng chậu luôn. Rồi vậy là mình báo cái giá từng cây, nhưng mà báo giá đó là báo giá không chậu em ha. Dạ. Nếu mà quý cô chú chơi một cặp này ủng hộ em xem cặp này thì mình tặng luôn cái cặp chậu này. Tại vì cặp chậu này cũng khá tiền quý chú, cặp này đẹp. Vô cặp chậu luôn đi bà con ơi. Khỏi tháo vô ra, tại vì đi một cây thì mình đi xe tải không được, mà đi một cặp mình đi xe tải mới được. Rồi quay luôn em ơi. Phí ship nó cao bà con. Quay cho anh tròn vòng. Này cũng mới định hình luôn quý chú, nhưng mà nó cũng đầy đủ chi cành. Cái này đó nằm chậu mà.
con chậu không à, rút nó ra. Rồi. Dáng rất là độc đáo ha. Dạ. Chú chơi bonsai là hợp lý luôn. Cái co này đẹp lắm bà con. Bộ đế nữa. Đây, đế nùi nùi ở đây luôn nè bà con. Nó cuộn vậy nè. Rồi vị trí này luôn Sang ơi. Dạ. Cho mình anh chiều cao trước đi. Chiều cao đi. Tán rộng trước đi rồi mình vô chi tiết hoàn thân. Chiều cao nó là 87. Rồi, tán rộng luôn em ơi. Chiều dài đi, chiều dài con thú đi. Rồi. Là 65 bà con ơi. Rồi, mình khỏi đo cái bộ tàng đi ha. Tại vì dạ, khỏi đi, mình đo cái thân. Dạ, khỏi này cái này khỏi đi. Bà con nhìn cũng biết rồi. Giờ đo cái thân nó đi. Rồi, đo cái thân nó đi. Nhỏ nhưng mà nó già lắm bà con ơi. 40 rồi bà con. 40. Dạ. Cái thước này không chính xác lắm nhưng mà có thể trừ hao chút bệnh. Rồi mình đo cái chiều dài từ bên đây qua bên đây giúp anh. Đó, cái này cái đế nghe bà con. Dạ. 50 nghe bà con. 50. Chậu này cũng chậu 7 luôn em ha. Dạ, chậu 7 luôn anh khách. Rồi. Quay cho mình quay kỹ kỹ cho bà con mình coi. Quay cho anh vòng bộ đế đây xem. Sau này ở đây mình có thể bắt ra cái đuôi. Dạ, cái đuôi. Rồi. Cái này cũng liền lạc em ha. Dạ, liền lạc không có bị gì hết á chứ. Không theo dít gì. Dạ. Cây cũng khá già. Đặc biệt là nó nhỏ gọn mà nó đế đồ này nọ nó rất là quái với chú ha. Thân quái đế quái. Dạ lắm nha bà con. Hồi này, xưa mà cắt bự đây mà còn liền luôn nè. Chi cành sẵn rồi nè, về dạ. Mình nuôi thêm thôi. Dạ. Này, nó có mấy cái cốt này nó mau lắm nha bà con. Nè, nó có sẵn hết, nuôi có sẵn hết rồi. Dạ nè. Chỉ còn mình lợp chi ra mình chơi thôi, nó mạnh dạ. Cây lắm. Rồi em ơi giá sao đây? Dạ cây này thì giá 8 triệu nha bà con. 8 triệu dạ. Ha. Dạ. Quái độc đáo. Cũng là bao ship 300 cây. Rồi. Mà bà con lấy một cặp á, thì bao chậu luôn. Bao chậu luôn. Còn lấy riêng một cây mình bắt buộc phải lấy cái chậu lại tại cái chậu nặng lắm nha bà con. Rồi. Bà con có thiện chí lại thì lấy chậu luôn. Lấy cây lấy chậu luôn. Dạ đây, một cặp. Mã số 2. Tức là một cây 8 triệu, một cây 6 triệu em ha. Hai dạ. Cây là 14 triệu. Dạ. Tặng luôn cái cặp chậu đẹp. Đậm luôn cặp chậu luôn. Chậu rồng đẹp luôn. Chậu rồng xây đẹp luôn ha. Có chân xây rất là chắc chắn. Chân xây đôn rất là chắc chắn em ha. Dạ, xây rất là nhẹ nhàng quý cô chú. Chậu này là chậu đẹp. Rồi, tiếp tục luôn Sang ơi. Dạ, tiếp tục là cây bằng lăng nha bà con. Rồi, mình ra đây rồi, luôn lăng, ha. Kế bên luôn. Hình thú già lắm rồi cái này. Hôm nay giới thiệu hàng độc độc lạ lạ quái quái ha. Dạ, mình cũng mới định hình. Dạ. Lần đầu tiên đến với kênh nha quý cô chú ơi. Dạ, ủng hộ cho em Sang ha. Dạ. Dạ. Có bà gì, con cũng ủng hộ cho con. Thì mong quý cô chú cũng thông cảm cho anh em tụi con nha quý cô chú. Một cây bằng lăng. Dạ, bằng lăng. Bằng lăng dòng này là gần núi ha em ha. Dạ, bằng lăng xưa nè anh Khánh. Bằng xưa ha. Dạ. Rồi. Đo giùm anh chiều cao luôn nè, hào hào chiều cao tán rộng. Thì có. Già lắm anh Khánh ơi. Mình đo lên cái thân cây thôi. Đúng rồi, mình đo cái thân thôi nha bà con. 90 đi. Rồi. Dạ, chiều cao nó 90. Tán rộng luôn như này. Dạ, đo chiều dài con thú rồi. Mét 3 đi. Rồi, mét 3 gì đi ha. Mét 4 này ra tới đây, mét 4 mà thôi, mét 3 thì là cái thước này nó không được chính xác gì mấy nha bà con. Rồi. Mong bà con ủng hộ con. Giống con thú ha. Dạ. Nằm đưa nguyên cái lưng. Rồi, cái hoành này mình đo sao? Cái này chắc mình đo. Cái hoành này giờ mình đo vậy đi chứ sao giờ nhánh đó. Chiều cao có thân lên. Cao thân lên 47 đi. 47. Chính xác là 47 đó, 50 thì nó dư. Em đo đế thì còn nằm dưới đây nữa. Đo từ cái vách này qua tới nay giùm anh. Dạ. Đúng rồi. Phần nạc này không? Nạc ha. 80, 80 dạ. Rồi. Lên ru rút cái chân. Rồi. Ở sau có cái đuôi luôn của chú. Dạ. Bằng lăng. Bằng lăng. Rồi phía bên đây đây. Thì nó có những cái đặc điểm này. Dạ, bên đây thì nó lũa, bọng thì nó già quá bà con ơi. Cái này mình giữ cái mặt cắt cho nó ấy hay gì? Cái này là mình đây là mình áp vô đây nè bà con ơi. À. Là nó dính hết rồi. Ở trên nó to hơn ở dưới rồi đúng không? Dạ nó to hơn rồi nè. Rồi. Nó dính rồi. Cái chi đó mình chi áp. Rồi. Khỏe rồi em ha. Sống khỏe rồi, sống khỏe rồi. Đây, ở dưới này thì nó có bọng lũa vậy nè. Dòng bằng lăng thì hầu hết cây nào mà già thì đều nó còn bị tác động của thiên nhiên á anh Khánh. À. Nó già nó lâu quá là phải có đặc điểm nó bọng. Dòng này anh em nào thích mà chơi bọng thì gặp vô hợp lý rồi. Rồi. Mình có thể lâu nay mình có hảo hảo nguyên cái thân này hoành thân này chắc cũng khoảng 200 hoành không em? Nếu cái này hả? Chắc cỡ đó à. Cỡ tại đó còn hả? Nằm sâu dưới đây nè anh Khánh. Đây. Rồi,
Giá sao đây? Dạ cây này mình cũng bao ship 300 cây, giá là 15 triệu rồi bà con. 15 triệu dạ. Nếu mà bà con nào mà thiện chí đến vườn á thì mình bớt là 1 triệu. Ha. Rồi. Bớt 1 triệu tiền tiền phí ship. Dạ rồi. Dạ. Bà con ơi, bây giờ nếu mà cây này mình chốt đi đó anh Khánh, mình bấm sơ nó lại. Rồi. Tại vì cây này nằm bồn, bấm lại cho cây nó khỏe anh. À, em Sen đã nuôi tay cành cũng cỡ ngón tay mình dạ. Cỡ ngón tay mình cũng có năm rồi đó. 3 năm em hả? 1 năm mà anh Khánh. À, 1 năm. Dạ, là cái dòng này nó mau lắm, nó với lộc rừng nó lẹ lắm. Mã số 3 em ha. Dạ, mã số 3. Dạ. À, đây là Châu Phú An Giang nha quý cô chú. Dạ, Châu Phú An Giang. À, cách 10 cây nữa là mình sẽ tới Châu Đốc. Rồi. Rồi, tiếp tục luôn em ơi. Nhiều cây rất độc đáo của em Sen ha, hôm nay giới thiệu. Rồi, cây sari này sao có bán không? À, cây sari này mình định dưỡng lại đi anh Khánh ơi. Nuôi dạ, nuôi trúc cành cũng to lắm nè. Dạ, dưỡng lại đi. Quý chú yêu mến cái cây này thì gọi lại cho dạ. Em ha. Dạ. Này chơi phong cách lũa. Dạ, phong cách lũa. Nhưng mà cốt to. Đó. Lũa dán bay, hai thân bay. Dạ. Rồi. Cây này thì tạm thời chưa giới thiệu ha. Dạ chưa. Rồi mình sẽ giới thiệu cây gì đây? Dạ, vú sữa này ha. Giới thiệu cây vú sữa. Vú sữa khủng. Cây cổ thụ đi, cây lớn đi. Cây lớn. Dạ. Một cây phôi. Cây phôi. Tại cây này mới đem về được 5 ngày đó mình ủ vô bà con. Vú sữa trắng tím hay sao đây em? Cây này tím á. Tím ha. Dạ. Vú sữa tím của chú ơi. Cây này mình đem mới dùng núi về nha bà con. Một cái khối luôn. Dạ. Khối cái núi vậy em ha. Sữa núi á. Rất là dễ sống nha bà con, yên tâm chuyện đó nha. Nhưng mà nó cũng như là cái hình dạng hai ngọn núi luôn ha. Dạ. Cái bên. Cái đế nó dữ lắm à. Rồi, đế khủng khiếp luôn. Dạ. À, chiều cao nhiêu đây em ơi, chiều cao đi. Chú sữa tím ha. Dạ, sữa tím. Trái cả nửa ký á. À, một mét ba bà con. Rồi. Dạ, chiều cao thân chính mình đó mét ba, thân nhỏ dạ. Đây luôn em ơi. Tới mặt đế ha. Này 1 mét. Rồi, 1 mét. Dạ. Rồi hoành này mình có hảo hảo trước không hay là chưa chưa có đo nữa, em cũng chưa có đo nữa anh. Bây giờ dạ. Mình đo là cái. Đúng rồi. Rồi cái đoạn mà một dính nhau này là nhiêu đây? Rồi tạm thời vậy đi hết cô chú. 200 250. 250 đi, nó trên 200 mấy là gần 260 rồi, 250 đi. Trừ hao á bà con. 250 là cái dạ. Đoạn mà một. Dạ. Cốt dính nhau. Dính liền nhau đó, rồi mình đo thân thân chính bự giùm anh luôn. Chính này cái. À 100 mấy là mét 4. Rồi, 1 mét 4. Đó. Trên mét 4 đến mét 4 thôi, thì hao đi. Không có nhiều đâu. Rồi. 1 mét. 1 mét. Rồi, đó. Bên đây là mét 4 của chú dạ. Hai thân. Thân mét, thân dạ. Mét 4. Đo cái chiều sổ của bộ đế từ cái này xuống dưới đây giùm anh cái ha. Dạ. Đo là chào về chính xác coi chính đúng xác rồi. Ha. Dễ thấy. 50 của chú 50 ơi. Bà con 50 ơi. Nó sổ cái đế này nè. Rồi cái đường đi kính đế, cái đường kính từ bên đây qua đây của bộ đế này luôn đi em. Cái này to lắm của chú. To lắm. To đem mà động lực em ha. Đem về dắt giả bà con luôn. 1m8 đi. Rồi. Dạ. 1m8 nhân cho 3 lên nha quý cô chú ơi. Tính hoành thì 1m8. Cái dắt nó nè. Dạ. Nó khía sâu. Cái này già lắm rồi. Sâu hung hút luôn. Mình đưa cái tay vô vậy nè quý cô chú. Nè. Khía nó sâu vậy nè. Cây bên... này cái trái này thường lắm mà anh Khánh. Bên đây. Bên đây cái tay con đưa vô không biết có còn gì trong này không. Đây nè. Đưa cái tay mình thọt cái tay mình vô này. Những cái vách này là những cái vách đế của nó heo của chú chứ không phải là một bọng gì hết ha. Đây khá là đặc biệt của chú, nó liền lạc á, sâu hung hút vô luôn ha em ha. Cái dạ, vách dạ. Cái vách đế nè. Cái cây này nếu mà mình không chơi cây kiển mà mình chơi cây gỗ không khắc hình thù cũng hay đó em ha. Dạ. Làm mấy cái ngày xưa nó còn cái khuyết điểm nhẹ là chỗ này nè anh Khánh, nó bị dạ. Sành rồi, không có dạ. Bị bọng nha bà con, không dạ. Bị bọng gì hết mà nó còn nhẹ chỗ này thôi. Rồi. Nhưng mà vẫn kéo hết rồi đó. Cây lớn đó, cây nào cũng khuyết điểm nhẹ cái nha bà con. Rồi, trên này nó có hai mặt cắt. Dạ, hai mặt cắt. Cây lớn thì phải chịu mặt cắt. Rồi, cây lớn mà từ một cây khủng khiếp mà mình cắt xuống bonsai. Mình cắt xuống bonsai lùng. Dạ. Lùng thì nó phải có mặt cắt thôi. Nha bà con. Bên này cái vách bên này nè. Đều hết. Này là do cái vận chuyển rồi đúng không? Dạ, này do vận chuyển nhưng mà nó kéo rồi nè. Hồi xưa nó làm gì trống á. Dập nè, nó kéo rồi. Đó. Nó kéo. Trong nhà vườn á. Nhà vườn người ta làm dập. Rồi nó kéo mép luôn. Dạ. Mà già lắm rồi cây này à, chủ vườn người ta nói à, trên 50 năm mà anh Khánh ơi. Trên 50 năm em ha. Dạ. Đó. Cái sữa mà hoành nó 250 này nó già, da nó già lắm. Đường kính là hồi nãy mình đo 1m8 hả?
8 từ đây qua đây. Đây qua đây đường kính á. Ừ. Là mét 8. Mét 8. Dạ. Còn cái thân bệ luôn đó là 250. Rồi. Rồi cái này giá sao đây Sang? Dạ cái này thì giá là 30 triệu rồi bà con. 30 triệu em ha. Dạ bao ship 300 cây số. 300 cây. Bà con nào mà lại tới đây lấy nhà vườn lấy thì bớt 5 triệu luôn. Rồi. Em đứng phía sau cái cây này giùm anh cái cho quý cô chú hình dung. Không, đứng phía sau giữa hai cái thân đó. Cái to quý cô chú ha. Bà con lại tới tới chỗ lấy thì mình bớt 5 triệu tại vì đứng cái trên luôn em, đứng trên cái cây luôn. Nhận chuyển nó. Đó quý cô chú ha. Rồi quý cô chú hình dung giùm con này. Cây này ra cây bonsai rất là đã nha quý chú. Bonsai đại khủng khiếp luôn á. Mà để nuôi mà tay cành lớn lớn chút xíu nữa giống như cây bên này nè. Nuôi mấy cái cốt mà cỡ này nữa lên cái nữa là cây đó rất là đẹp luôn á. Già lắm rồi con ơi. Cây này mình để nhà nó đẹp đẹp chứ xăng cái nữa nổi bật lắm. Đẩy lên cái bồn cao em ha. Dạ mà cao nữa, lên bồn cao nữa. Rồi. Như cái núi vậy. Rồi, tiếp tục luôn em ơi. Dạ. Tới cây kế bên luôn ha, cây bằng lăng ha. Dạ là cây bằng lăng dáng hình thú nè bà con, như con ngựa vậy á. Con ngựa ha, ngồi lên cởi luôn ha. Dạ, lên đến còn kể luôn. Mà cái này hình như mình nuôi cũng lâu em hả? Dạ. Cái này em nuôi khoảng 2 năm mà anh Khánh 2 rồi. 2 năm cái dạ. Cốt nè, nuôi thả bà con, tại vì đang thả nó không dám cắt. Cái mặt cắt tới bo vậy nè. Đẹp ha, mà cắt dạ. Bo rất là đẹp. Bo tròn vo luôn ha. Dạ. Cái đặc điểm ở chỗ này nè, cái đầu nó giống như con tê giác nè anh Khánh. À cái đầu dạ, nó quay cho bà con mình coi. Rồi nó có những cái cục sừng lên vậy đó ha, giống dạ. Như tê giác nè. Dạ. Giống như tê giác luôn. Thời gian ha, tạm dạ. Ha. Cốt cành có sẵn hết bà con ơi. Cái này mình về nếu mà bà con nào thích mình đây. Mình ghép tường vi vô á. Dạ. Dạ. Đây. Không có gì hết trơn. Cái này ổn lắm. Em che nắng đúng không? Dạ, che nắng sợ nó táp á. Dạ. Đây nè cô chú. Cốt. Cái này cũng cỡ mười mấy hoành á. Dạ, cái này mấy cốt đỉnh. Này mười mấy hoành. Còn cái cốt ngọn nè. Mình đó, cốt ngọn. Già lắm rồi con ơi. Rồi tổng thể rồi, em anh đứng xa xa ra em cho anh cái chiều cao giùm anh cái xa. Cái này cao mình lấy cái ngọn đi em. Cái này không biết bây giờ mình đâu sao. Tới tới ngọn thôi. Cái ngọn ha. Ờ. Tới mặt đất đi. Từ ngọn tới mặt đất. Tới này cái gì anh? Rồi, tới mặt đất luôn. Đúng rồi. 2,5 m. Rồi, 2,5 m. Rồi chiều dài của con thú này từ bên đây qua bên đây là nhiêu đây? Đây đo đây đi. Khó đo quá. Từ cái đầu đi. Rồi, từ cái đầu luôn. Hạo hạo đi. Mình cứ hạo hạo thôi. Dạ hạo hạo đi bà con ơi. Khó quá. 1,7 m bà con ơi. Rồi 1,7 m em ha. Dạ. Cái cốt đó khoảng 30 hoành, ba mấy hoành. Mình đo cái thân nó luôn nha Khánh ơi. Rồi. Thân nó 1,1 m bà con. Rồi thân 1,1 m. Nó già lắm bà con. Có cây này có một bọng gì không em? Dạ đây này có mặt cắt bên đây Khánh. Rồi. Rồi mặt bên này nè. Cái chỗ nó hơi chặt hẹp mà con có gì sơ suất mong bà con thông cảm bà con. Anh sẽ gọi từ trên xuống này cho quý chú xem đây. À mặt cắt lớn mà nó bo lại vậy nè. Dạ. Yeah. Cái cốt ngọn này mà em sang nuôi cỡ này nè. Dạ. Kéo lắm rồi bà con. Đây đây con có mặt cắt này thôi. Cái này có mặt cắt này. Cái đầu của con tê giác đây ha. Dạ. Quái rồi bà con. À cây này khá liên lạc của chú. Không, dạ. Không một lỗ ha, mặt cắt nó kéo rất. Rồi có mặt cắt. Khỏe. Có cái mặt cắt đó đó. Kéo tròn vo bo vô bàn tay con này ha. Đó, bàn tay đưa vô. Đế thì vậy nè. Ở dưới này nó cũng có một số cái chỗ lỗ này lũa, nhưng mà sành dạ. Lâu ha. Sành lâu rồi. Kéo hết không một chỗ lỗ, kéo hết. Lỗ sành chứ lỗ không một nha. Chân giò nó nằm có sẵn hết, đế có sẵn hết. Rồi cái cây này giá sao đây em? Cây này giá 45 triệu nha bà con. 45 ha. Dạ. Cũng bao ship 300 cây số. Cái dòng này mình nuôi xong mình rút lá nó là nó nhỏ lại không em? Nhỏ cốt lại thì lá nó nhỏ lại nè, nó giật nè, cái lá này nhỏ nè. Rồi. Nè. À nó giật lại vậy đó ha. À nó nhỏ là gì nè. Tại mình nuôi thả cho nó phát triển lên đó. Sau này mình ép chậu lên nó nhỏ lại. Lá nó nhỏ lại vậy. Tại còn đang nằm bồn nằm đất thì nó phải tốt rồi. Rồi. Nuôi cốt mà. 45 em ha. Dạ. Là bao ship dạ. 200 300 cây. À. Còn tại vườn thì tại vườn thì em bớt 4 triệu. 4 triệu. Dạ. Cây này nặng lắm em ha. Nặng lắm. Một cái cây cũng khá độc đáo, nuôi cũng khá là hoàn thiện. Cốt chi thôi. Cốt hay thường không?
này bà con mà về á, nếu mà không có chơi dòng này mình gắt, mình ghép tường vi vô bà con. Rồi. Tại có cốt sẵn mình ghép tường vi vô rất là đẹp nha. Rồi. Rồi tiếp tục luôn sang kế bên luôn, cây ổi ha. Dạ cây ổi. À một cây ổi, một cây ổi xẻ bà con. Ổi xưa á. Rồi ổi xẻ xưa. Dạ. Cây này mình nuôi được bao lâu em? Cây này em nuôi khoảng 3 năm rồi. Cũng 3 năm luôn. Dạ, tại vì dòng ổi là nuôi mấy con này rất là lâu lớn nha bà con. Rồi. Được mấy cái con này lâu lắm. Tại bẻ nó ra là nó sượng thời gian. Rồi nuôi co, nuôi chi. Dạ. Dán là dán sông siêu. Sông siêu. Kêu sông siêu vậy đó mình. Ở phía mình... sau có thêm nữa nha quý chú. Dạ, mình rồi, nuôi mình nuôi cây mình không biết đặt tên mà con ơi. Chiều cao luôn em ơi, chiều cao luôn. Đứng phía sau đó mình đo luôn đứng đúng rồi. Dạ. Vậy thôi quý chú đo vậy. Đo hảo hảo ra bà con. Mét 8 đi. Mét 8. Một thân còn... siêu mét 8 còn da dài mà đó nó cũng dài lắm rồi bà con. Còn nếu mà mình đo cái cốt bên đây thì nó khoảng 2 mét. Bên đây nó cao hơn. Được rồi em ơi, đo dạ. Đo cái chiều nằm ngang đó giùm anh cái. Này anh. Đúng rồi, đúng rồi. Nằm ngang hết cái thân bên đó luôn đi em. À. Đúng rồi, đúng rồi. À, khoảng 1 mét rưỡi anh Khánh ơi. Rồi, 1 mét rưỡi dạ. Ha. Đây. Dán nó độc đáo lắm, chúng nó nằm. Dán này bà nó con dương lên hai thân. Về mình lên chậu nó đẹp á bà con, tại rồi. Chỗ mà mình chặt hẹp á. Rồi, mình thấy nó không có cái hoành giúp anh đi. Nó không bắt mắt đo được rồi. Hồi mình đo cái đường kính ngang đi ha. Dạ. Đo đường kính ngang của cái thân đó là nhiêu đây? 50 anh. Rồi, 50. Dạ. Đây nó cũng có điểm là dưới góc này nè. Nó cũng bọng, bọng mà nó khéo lắm nha bà con. Rồi. Không phải như trên đây nó có cây tử ở đây. Đây đây. Dạ. Yeah. Rồi đo cái cốt lớn này luôn em. Phía sau thì mình đứng bú quá, phía sau mình đo để cho quý cô chú xem được rõ hơn. Đúng rồi. Rồi mình báo đi giúp anh đi. 50 mấy đây? 56 hoành. Rồi, 56. Dạ. Yeah. Thân này thì nó cái nhỏ này hơn. Dạ. Yeah. Bên đây sẵn đo luôn đi. Cây này 50 anh Khánh ơi. Rồi, 50. Dạ. Nó độc đáo lắm, nó dính một cốt ba thân ha. Dạ. Thân đi qua bên kia, hai thân sông siêu đi dạ. Lên đây lắc lưỡng nhau, quyển nhau. Cây này nuôi thời gian nó đẹp quá bà con. Dạ. Dạ mình nuôi thời gian. Rồi, con sẽ đi qua bên mặt hướng bên này cho quý chú xem một số đặc điểm ở đây. Nó cũng bọng lũa ở đây. Một cái ổi to. Ổi này kìa giờ. Nuôi cốt cái này nè quý chú. Dạ. Nuôi cốt cũng khá to. Mình mới giật lại ha, em xem dạ, mới giật lại. Mới giật lại. Nuôi thêm thời gian đó bà coi, bà con nào về sao ủ đây chỗ mình chặt quá đó. Cái cốt mà. Nó nuôi dính tàn với nhau hoài. Đây, còn cái thân phía này nè ha quý chú. Trên này thì liên lạc hết trơn anh Khánh này. Có cái chỗ này chút xíu. Cái ổi già nhìn cái da nó đã lắm quý chú. Nó trắng trắng bệt bệt vậy đó. Dạ, nó lên nu nè. Hồi đó em đem về nó không có nu. À. Nuôi thời gian nó có được mấy cái nu nè. À nó lên những cái cục nu nè ha. Dạ, nó đem về là nó trụ lũi à. Rồi, nó trơn ha. Dạ. Bây giờ nó lên nu vậy nè. Càng già thì mấy cái này càng lên nu dạ. Những cái co như đột biến đó. Như đột biến vậy đó anh Khánh. Nuôi nè. Nuôi những cái co này cũng khá lâu, 3 năm ha. Dạ 3 năm rồi đó anh Khánh. Cái cốt nè. Về bà con mình làm mà cắt lại nè. Đó, mình gọt gọt thôi. Nó mục rồi cho nên mình chỉ cần đục dạ. Nó ra thôi. Đục ha. Ra mình xử lý keo lại. Hướng đây. Rồi cái cây báo giá giúp anh luôn. Dạ cây ổi này có giá 25 triệu nha bà con. 25 em ha. Dạ bà con lại tới vườn mình bớt 1 triệu anh Khánh ơi. Rồi. Cây này mình không dám bớt nhiều đâu. 25 triệu. Dạ. Bao ship 300 cây số. Quý chú thấy nó sơ sát vậy tại vì em sang mới rút cái cốt rồi lại nha quý chú, rút đặng cho mình làm tàn lại nè. Dạ. Chứ thực ra nó ra cỡ này bắt đầu mình vô dây mình định vô dây định thêm mấy cái chi này nữa thì nó sẽ xè ra. Dạ. Đây cái này cũng về cỡ 1 tháng nữa mình vô dây là vừa luôn nè mấy cái cốt này. Rồi tiếp tục luôn em ơi. Rồi tiếp tục đó là cây vú sữa anh Khánh ơi. Rồi một cây vú sữa thành phẩm luôn quý chú. À cũng đang làm ha chứ chưa gọi là thành phẩm em ha. Chưa đâu anh. Chúng bữa nay chơi cũng nhiều cây. Mới định hình cây này vẫn độc đáo lắm quý chú. Năm mấy à? Năm mấy hai. Sữa gì đây xem? Cũng tím luôn anh Khánh. Tím luôn ha. Dạ. Đây. Nuôi khoảng năm mấy em hả? Dạ năm mấy. Có cũng bự hết rồi mà con. À cốt to. Rồi để mình tổng thể cái đi. Xa xa em dương cho anh cái chiều cao đi. Chiều cao tán rộng hiện có đây.
mình đo cái thân chủ thôi anh Khánh, còn thân trên không có gì nhưng mà cái tàn thì mình đo ha. Dạ, cái tàn ngang mình đo 1,5 m rồi bà con ơi. Rồi để con nhắm cho quý chú ha. Nếu mà cái thân chính đủ không á là 1,5 m. Dạ. Tính luôn cái ngọn đó thêm mét nữa là khoảng 2,5 m đó quý chú. Dạ. Hiện giờ. Rồi cái chiều ngang bộ tàn này cỡ được nhiêu anh? Mình hào hào thôi. Chứ nữa mình đi mình thôi. Bấm lại cho cây nó khỏe. 1,8 m à. Rồi, khoảng 1,8 m quý chú. Chút sữa tím ha. Dạ tím. Đấy cũng 24 giờ. Lên đây. Cây già lắm rồi anh Khánh ơi. Cây này khoảng 70 năm á. Này, cái cốt mà em sang nuôi nè quý chú. Còn mấy cái gạch ở trên là mình để cho cái mặt che. Cắt nó mát đúng không? Dạ đúng rồi. Để mà cắt mát cho nó mát. Cây lớn nào cũng phải có mặt cắt nha bà con. Chút sữa tím. Để con đi qua đây cái nó mới gõ nè. Đây. Những cái chi mà nuôi cả này ha. Bên đây cũng vậy nữa nè. Đấy thì đều. Đây là mặt tiền nha anh Khánh. Bên đây mặt tiền ha. Dạ, mặt đó. Tiền mà ông giấu vô trong không ạ? Rồi đây, mặt tiền ở đây. Dạ. Cây sạch sẽ bà con. Rồi bây giờ trèo lên đo giùm anh cái vành đi ha. Dạ. Hết tay rồi. Mình cứ đưa qua đi phụ em cái anh Khánh. Rồi đây. Để cho quý chú xem rõ luôn, quý chú hơi mất thời gian thông cảm giúp con nha. Mấy cây to này mình không thể nào làm nhanh được. Dạ, cây này 200 vành nha bà con. 200 vành luôn dạ. Ha. Rồi, đường kính đế luôn đi em ơi. Cây lùng lực luôn. Lùng lực. Đế nó muốn hết cái bầu rồi thôi mình đo cái bầu luôn đi được. Đo cái bầu luôn đi, 1,7 m đi. 1,7 m. Cây kia 1,8 m, cây này 1,7 m rồi. Dạ. Đây, để nó gì nè. Đây, đế nó ra tới đây. Đế dữ lắm, đế đặt mẹo luôn. Đây cũng dài cây lắm ha anh Khánh. Rồi. Cái thốt thân không em? Dạ. Cái này có thốt thân rồi mình đo. Từ đây xuống tới đây giùm mình. Dạ dạ. Thoát thằng đó. Đúng đây nó ra hai chi nè. Đúng nó lên xù luôn anh Khánh. Dạ. Chín tấc. Rồi, chín tấc ha. Dạ. Có thằng tới mặt đất là chín tấc. Dạ. Cái này mà ra mấy chỗ trống mà nó đẹp lắm bà con ơi. Giờ này nó chặt quá. Nuôi thì chặt nó cũng hẹp. Đã ổn định cái này hồi đó là người ta sạc cái gì nè đúng không? Dạ, sạc lên nữa cho nó ruộng lại cho nó đẹp nè, đang kéo nè. Đang kéo mạnh, cây này mạnh cây lắm. Bên đây cũng vậy nó một chút nhưng mà nó kéo vô muốn lấp à. Nhìn mặt mày cũng rất là lực em ha. Dạ. 200 vành. Cây này bà con nếu mà sau này có chốt á, mình bấm tàn nó xương lại nha bà con. Tại vì nằm bồn phải bấm lại mình đi nó mới được, nó mới khỏe cây nha bà con. Rồi, qua đây cái dịch đế bên đây. Nói chung là đế nó cũng đều lắm. Đều đều do luôn. Dạ. Có gì không rõ của chú gọi cho em sang cái mình có hình ảnh thêm hả của chú. Rồi em ơi, cái cây này giá sao đây? Dạ, cây này bao ship bà con là 300 cây, giá 35 triệu. 35 triệu em ha. Dạ. Nếu bà con lại tới vườn mình bớt 2 triệu anh Khánh ơi. Rồi. Rất là nặng em ha. Nặng lắm. Cây này mình chuyển ra ngoài là hơi căng tại nhà. 1,8 m, 2 m tán rộng, 2,5 m chiều cao nha chú. Còn cái thân không là 1,5 m. Dạ. À, cái cốt là 200 vành. Đường kính cái bầu này là 1,7 m, 1,8 m. Dạ. 1,7 m anh, 1,7 m. Dạ, cây bên kia thì 1,8 m, cây này 1,7 m. Rồi. Dạ. Cây khủng quá cô chú, to. Lùng lực. Rồi, mình tiếp tục em ha. Dạ. 35 triệu. Dạ. Bao ship 300 cây còn tại vườn dạ. Thì mình sẽ bớt 2 triệu tiền dạ. Xe. Rồi, tiếp tục con cây phôi chú sữa nữa anh.